Anh ơi, hôm qua mình đi ra ngoài á, có người nhận ra mình chụp hình mình lại nè. Đó. Alo, anh xóa những hình ảnh trên điện thoại. Anh ơi, mùa này nóng quá, hay là mình đi biển chơi đi. Biển đông lắm, để dịp này văng vắng rồi đi. Dạ. Anh, có nước rồi nè. À, tới em thôi. Mà em thôi, em ra ngoài xíu đi. Lâu lắm rồi mình mới ra ngoài hẹn hò á. Mà anh thấy nóng không? Ở bên kia có xì cục khay hay là mình vô mua nước đi? Em đi mua đi, anh đứng ngoài này anh gọi. Thôi, anh đi vô chung với em đi. Thôi, đáng. Tại Photobooth nữa đó anh. Diễn ra vào thứ 6 và thứ 7 cho đến hết tháng 5 luôn. Chứ lại em nghĩ là mình yêu nhau đâu có gì sai đâu. Nhiều khi em tủi thân lắm á. Em biết là công việc của anh không thể công khai. Tại sao anh không nghĩ là nếu mà anh công khai chuyện tình cảm, mọi người sẽ hiểu anh hơn và yêu quý anh hơn nhiều rồi sao? Ủa anh Lãnh, người yêu anh hả? Hỏi hay người giết cô quá à. Ê bà rủ người yêu bà đi ra chụp photobooth đi của Lowsup á. Tụi tôi mới chụp á, hình đẹp lắm luôn. Mà không có người yêu. Từ từ có, thôi tính tiền đi.